Xin chào mọi người. Mọi người, mình đang chuẩn bị làm cơm cho hai vợ chồng này, với cả bọn trẻ con nữa. Hôm nay đố mọi người biết nhà mình ăn món gì này. Ở đây có bánh mì này. Bánh mì này mình nướng qua một lần rồi đó, rất là giòn. Đây là nước tương này. Nhìn nước tương này chắc là mọi người biết là chấm với cái gì rồi đúng không? Đây có bún và rau sống. Đây, món chính của hôm nay là gà quay. Nhưng mà cái loại này á, mình ví dụ như nhà mình mà có lò nướng thì mình cho vào, nhưng mà nó to quá. Cái gà này nó to quá cho nên là mình không cho vào cái máy không dầu được á, cho nên là mình phải chặt như này. Để cho mọi người xem nhá. Đây là cái máy chiên không dầu của nhà mình này. Mình vừa cho thịt gà vào đi quay lại đó. Ta chan. Nhìn ngon chưa? Giá như mà để nguyên cả con á thì nhìn nó sẽ rất là ngon, nhưng mà cái máy này nó không có vừa. Mọi người thấy không, chỗ này là gần nửa con gà ấy. Cho nên là mình chắc là mình phải làm thành hai lần á. Chắc là hai vợ chồng mình sẽ ăn cái này trước. Và mình để cái đĩa này vào đây. Hôm nay mình làm cả thêm một bát mắm Nam Ngư nữa này. Tại vì chồng mình á, anh ấy chưa ăn cái mắm này bao giờ, sợ anh không ăn được, cho nên là mình làm nguyên một cái này này. Hôm nay có ớt Việt Nam này, món khoái khẩu của chồng mình ạ. Xin chào mọi người. Bây giờ mọi người ăn cùng với hai vợ chồng mình nhé. Một bát tí xe. Còn mình anh đang kêu đói từ nãy giờ đó. Mình có xuân đâu rồi chồng? Ý cậu quên lên này, ý cậu đang chiếc lần đây. À nhưng mà ý cậu đang chiếc lần đây. Lần đầu tiên chồng mình anh ăn gà này đó mọi người. Mình cũng ăn được. Chồng mình anh ăn đùi. Chồng anh nó bảo cái gà này nó hơi dai á. Chồng mình anh kêu dai cho nên là anh không nhai được. Mày thích kéo cắt rồi. Bài đi mùa chứ. Anh ấy eo phơi đây ra hai miền chỗ cũng cần cho cái. Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn đó mọi người. Sợ quá. Anh ấy phát biết đồng bố rồi đó. Phơi khá. Suốt ngày xem ở trên Facebook đó mọi người. Trời, nhiều người Việt Nam mình bán mấy cái loại gà quay rồi vịt quay nhiều lắm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mua đó. Mình cứ mua một cơm gà. Cơm gà. Thôi gà. Cơm gà. Đói mà tay chân run nè. Thêm nước mặt chứ. Chồng với anh bảo đây có phải món Việt Nam thật. Thật chưa đã đùa. Mình quay lại bằng cái nồi chảo không dầu á. Chỗ này nó hơi hơi cứng, hơi dai á, kiểu như vậy á, khô á. Chín rồi. Sao dai thế nhỉ? Không dai mà chịu được. Mua gì sao thế? Dai lắm mọi người. 실패 같은 실패. 요리 실패. 질겨. 진짜. Mình ăn còn thấy dài. Chồng anh bấm này món này thất bại. Rõ ràng lúc mình nhìn ở trên Facebook người ta nhìn ngon, nó mỡ nó chảy ra nhìn ngon. Khó khăn mà, khó khăn. Ăn cái chỗ da của nó dài. Ui bằng, như cô bực cái này rồi không có mổ. Mình đang cho chồng mình ăn cái cánh xem có đỡ dài. Dài này chắc bọn trẻ con không ăn được. Cái da bị người ta ướp ấy.
ngon thơm á. Gọi vào mồm. Bạch nhé, vừa quá. Sốt từ máy nha. Ủa lệ ý có đang khát chí chứ nữa. Ý có bộ tà thờ ổn lên chắc. Cho mẹ anh bảo cái nước mắm này ngon lắm. À không phải nước mắm mà nước tương nhỉ. Vô mặt này ghét. Nhé. Đồ lắm. Ừ. Mắm mình đây tôi thả được mắm. Vô lắm. Đã đi bụng ta cái khá xâm chai thơm mắt. Ừ. Đã đi hộp lên. Thật sao mình. Ừ. Vô thịt được rồi. Chồng mình bảo mọi ngày mà có thịt gà ấy, anh thích nhất là cái đùi, nhưng mà hôm nay cái đùi này không nhai đâu. Dai. Không biết người ta làm cái thịt gà này bằng gà tai, gà tây nhỉ? Việt Nam sao? Thật không biết. Việt Nam tạc cái ăn gì không? Thấy người ta quảng cáo ở trên mạng đó mọi người. Chào. Nó ngon xong mình cảm giác nó ngon xong mình cứ thèm á. Không mua được thì thèm. Hay là phải mua ăn một lần. Mình biết nó như thế nào á. Chứ nếu mà nhìn cái này mà không mua, ngày nào vào mà thấy người ta đăng lên rồi kêu thòm thèm thế nọ kia. Chào. Ồ. Ở Việt Nam mình thịt gà đắt đúng không? Mình nhớ ngày xưa hồi nhỏ á. Ví dụ ăn cơm xong mà sang nhà hàng xóm chơi này mà người ta hỏi hôm nay nhà mày ăn gì, bảo là nhà cháu ăn thịt gà với lại thịt lợn thì người ta nghĩ là nhà mày giàu đúng không, chứ mình là bảo ăn rau với ăn tôm tép thì người ta nghĩ là nhà mình nghèo á, kiểu như vậy á. Tao sốt ngoan luôn, sốt ngoan. Hay là mình quay ở cái nồi trên không dầu lâu quá nhỉ, cháu nó dai lắm mọi người. Chồng mình anh đang liếc để xem mình ăn kiểu gì á. Phun xài ra. Trời ơi, đau hết hàm. Yêu thích gì yêu? Chắc là gì mà? Yêu kìa yêu thế? Ừ, thế. Sao cái gì kìa chứ? Không chỉ chết thôi, vẫn còn chết. Thế xong. Không chỉ bỏ rồi. Bỏ đi mà bỏ. Bỏ cho anh ăn nhé. Anh, chết rồi, bỏ. Hãy xin xin. Không muốn rồi. Không sao. Cũng không sao, không sao. Chồng với anh bạn à, mình ăn mà mình làm cái mức băng, mình ăn mà mình cứ chê như này có sao không? Mình bảo là có thế nào thì mình nói thế đúng không? Chứ ai mà không ngon mà mình bảo nó ngon được. Nhà mình là ăn cái kiểu thực tế chứ. Ngon thì bảo ngon, mà không ngon thì bảo nó không ngon. Dai thì bảo dai. Hay thực tế quá nhỉ. Dù là không ngon nhưng mà mình phải cố tình ăn ngon miệng để cho người xem người ta thấy thòm thèm á. Nhưng mà nhà mình không thế được. Cóp thì mình không ăn được nữa. Cóp thì mình ăn được không? Có trung tập nữa. Trời ơi, dai. À, ô, chào. Mọi ngày mà làm gà đó mọi người, cái này là chạy nhất này. Bà bố con tranh nhau và ăn hôm nay. Ôi, không ai ăn. À, yêu thương chắc. Mày không? Mày không cứ mang một hộp không? À nhờ. Mày không được mua. Hộp phân chả. Chả ăn bồm cay mà tay ông vẫn gấp. Ở bên Hàn Quốc đó mọi người, vẫn còn có dịch nhá. Mấy hôm nay ở trên khu Seoul, mấy cái tỉnh thành lớn ấy, vẫn có người bị nhiễm á. Cái thằng nó. Nó là. Hả bố cũng có được không?
chỗ mình thì không có ai bị nhiễm cả. Bọn học sinh lớp 1, lớp 2 á, thì bắt đầu tướng qua là đi học. Còn lớp 3, lớp 4 như hai đứa nhà mình ấy thì mãi mùng 6 tháng mùng 3 tháng 6 mới đi học. Với lại ở bên này á, ở nhà trường người ta gửi cho mình một cái địa chỉ website đó mọi người. Trước khi đi học đó là mình phải vào đấy mình trả lời những cái câu hỏi của trường á, thì bắt đầu con mình mới được vào nhập học. Ví dụ như là kiểu như hôm nay có bị sốt không này, bao nhiêu độ, xong rồi trong gia đình mình có người đi từ nước ngoài về không, rồi có ai bị cách ly không á, mình phải trả lời hết mấy câu hỏi đấy. Xong ở trường người ta gửi tin nhắn về đồng ý cho mình đến trường á, thì mình mới được đi học á. Mệt ghê, sáng nào cũng bận. Vậy hôm nay cô giáo gọi điện về bảo là đi học ấy, mấy đứa đi học ấy là phải mang nước đi này. Tại vì nhà trường người ta không cho uống nước á mọi người. Không biết là làm sao nhỉ, hay là người ta không tẩy trùng hay như nào á. Đánh răng rửa mặt cũng không được. Về nhà đánh, thấy cô giáo bảo thế. Nước uống thì mình chuẩn bị cho chúng nó mỗi đứa một bình nhỏ nhỏ đó. Cũng mong cho nó đi học sớm đó mọi người, cho mình nhàn tí, nhưng mà nghĩ cũng lo. Hôm qua chồng mình anh bảo là hay là mình xin chúng nó nghỉ thêm khoảng 2-3 tuần nữa đó. Nhưng mà mình bảo là kiểu như là con người ta đi học hết, con mình nghỉ ấy, thì nó cứ làm sao á. Ở bên này học sinh tiểu học ấy, một năm người ta cho mình nghỉ được 10 ngày. Có nghĩa là mình nghỉ nhưng mà người ta vẫn tính cho mình được đi học á. Mỗi năm thì mình về Việt Nam thì mình hay dùng 10 ngày đấy. Nhưng mà năm nay có dịch nên chưa dùng đến. Con bé. Chào. Hôm nay là uống nước ngọt có ga thôi. Mọi người hôm nay ăn mức băng hình như thất bại rồi. Thật sự là cái gia vị người ta làm rất là ngon. Thế nhưng mà xong nó dai một cách mọi người. Dai không rất được nữa. Cố gắng ăn ngon miệng nhưng mà không thể nào cưỡng nổi được. Mình sống thật nó quen đấy chứ. Thì thôi mọi người, hôm nay hai vợ chồng quen đây thôi nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của hai vợ chồng. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho kênh của Hì Sơn Family. Xin cảm ơn tất cả mọi người.